Ngày 22 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Luigi, 29 tuổi và Huang Ruiswe, 35 tuổi cùng ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 20 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập phòng quỹ siêu thị Dabaco tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh và phá hai két sắt trộm cắp toàn bộ số tiền bên trong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an thành phố Bắc Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án. Với việc sử dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp công tác, chỉ sau gần 48 giờ tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an thành phố Bắc Ninh và công an phường Quang Trung thành phố Hải Dương đã bắt giữ hai đối tượng gây án. Bước đầu đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh làm rõ, ngày mùng 10 tháng 10, Lu và Hoang Ri -xuê nhập cảnh Việt Nam rồi lưu trú tại khách sạn Ami thuộc phường Ninh Xá. Do không có tiền chi tiêu, hai đối tượng đã bàn nhau trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 20 tháng 10, Hoang Ri -xuê và Lu chuẩn bị xà cầy, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99G1037.22 đến khu vực gần siêu thị Dabaco, sau đó đột nhập vào bên trong sử dụng xà cầy để phá khóa cửa kho siêu thị. Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ, hai đối tượng tiếp tục lẻn vào phòng quỹ, dùng xà cây phá hai kết sắt, trộm cắp tiền và tẩu thoát. Sau khi lấy được tiền, hai đối tượng đã bỏ lại chiếc xe mô tô trên gần khách sạn Ami, rồi bỏ trốn và lưu trú tại khách sạn Trường Thành, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận trộm cắp khoảng 320 triệu đồng, sau đó mua hai điện thoại iPhone 15 Pro Max, trả nợ và chi tiêu cá nhân, còn lại 92 triệu 930 nghìn đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án, đồng thời tiếp tục đầu tranh làm rõ.